Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị các bạn, ngay trong đêm nay cũng như là sáng ngày mai chính là thời điểm giải mây dông được khối khí lạnh phía Bắc đẩy xuống phía Nam, do đó thời tiết sẽ có chuyển biến. Trước tiên trên khu vực các tỉnh như là ở tại Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó thì vùng mưa tiếp tục lan nhanh ra toàn Bắc Bộ, các tỉnh thành Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi toàn bộ vùng Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Vùng núi đón giải mây dông trước tiên nên mức độ mưa rào sẽ nặng hơn. Bà con cảnh giác thêm với dông và lốc xoáy kèm gió giật mạnh. Các khu vực phía Nam nhìn chung mưa rào nhẹ và lượng không đáng kể. Ước tính cả đợt chỉ có một số ít nơi đạt lượng mưa từ 30 đến 40mm, còn lại phổ biến là dưới 20mm. Sang tới ngày mùng 1 và ngày mùng 2, mưa rất nhanh nhưng trời chủ yếu còn nhiều mây và thời tiết lạnh. Như vậy thì ngày mai ở Bắc Bộ không khí lạnh về sẽ khiến nền nhiệt cả ngày giảm thấp, dao động nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ngày chỉ vài ba độ, cao nhất vào trưa chiều phổ biến là dưới 26 độ. Thời tiết Trung Bộ dần có sự chuyển biến vào sáng ngày mai, một đợt mưa trên rộng sẽ xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, với tâm mưa ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi. Và trong đêm ngày mùng 1 và toàn bộ ngày mùng 2 sẽ là thời điểm mưa dông mạnh, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông, lốc xoáy và gió mạnh. Lưu ý là nền nhiệt độ ở Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày mai vẫn chưa sụt giảm mạnh, nhưng tới ngày mùng 1 và ngày mùng 2 sẽ giảm mạnh hơn do quá trình mưa có thể kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 22 đến 24 độ với các tỉnh thành ở phía Bắc. Đối với các tỉnh thành phía Nam từ Bình Định tới Bình Thuận, thời tiết trong 2 ngày đầu nhìn chung cũng chuyển mưa rào nhưng cường độ chưa mạnh. Dự báo khoảng ngày mùng 2 trở đi, mưa dông mạnh lại có xu hướng tăng ở Nam Trung Bộ và nhiệt độ cao nhất duy trì từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng ít mưa và có nắng nhiều sẽ còn kéo dài cho đến ngày mai 31 tháng 10. Từ ngày 1 tháng 11, trời cũng sẽ chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ ở tại Nam Bộ. Đến chiều tối và đêm ngày mùng 2, thời tiết sẽ chuyển xấu hơn với mưa rào và dông có xu hướng tăng dần, không thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, thì vùng có thời tiết biển xấu nhất là khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh dần, lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Khu vực giữa và Nam Biển Đông cũng có gió Đông Bắc ở mức cấp 5 là phổ biến. Tuy nhiên, thời tiết thì cũng chuyển xấu do mưa dông tăng lên diện rải rác trong ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Như vậy là từ sáng ngày 31 tháng 10, Bắc Bộ ảnh hưởng không khí lạnh, trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển lạnh. Và miền Trung thì mưa xuất hiện từ Bắc lan dần xuống phía Nam từ thời điểm chiều tối đêm ngày 31. Sang tới ngày mùng 1 và ngày mùng 2 thì tăng lên số điểm mưa vừa, mưa to tới rất to ở khu vực Hà Tĩnh tới Đà Nẵng. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vài nơi trong 1 đến 2 ngày đầu. Từ ngày mùng 2 thì mưa tăng lên diện rải rác. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 10 của Đài trình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.